quả coi kết quả nè, lấy tay bạn coi nè, điểm thử mấy con. 9 con, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Trời ơi, quá trời nhiều các bạn ơi, 9 con phải không? Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào các bạn đến kênh Tư Khải TV nha. Tôi làm clip gì quan trọng đó gì mà kêu đổ anh gì hết trơn vậy anh Tờ? Hồi bữa là mấy anh em mình đã từng mua cần câu và tặng cần câu, thì bữa mình đã từng hứa có thời gian anh em mình sẽ đại chiến ru lên cái lắp cho các bạn xem. Ủa sao anh Tư kêu quay clip tôi ra kêu bóc lọc lại chứ anh Tờ? Nó gáp mà sao quay được anh Tờ? Em lấy lắm rồi, em đi em cầm cameraman. Đúng rồi, thì phận nữ nhi là thường thường nấu cơm mấy ông, nhưng ngày nay là anh Tư không có đi quay được, cho nên anh Tư sẽ nhờ cameraman đặc biệt là bạn gái rồi nha. Thì sẽ cầm cameraman quay với đứa mà sơ hở rồi là ha, là tới chị hút lọc nha. Đó, để cái lắp mà không dính em có quyền em lấy cái giò âm tung như một tưởng là giống như một đạp là dán vô được không? Rồi thì chạm mấy đứa biết chiến gì không, ngày nay anh Tư sẽ đại chiến luôn đây cái lóc mà. Đại chiến rồi anh Tư đem mấy này ra chia anh Tư. Hồi bữa là mình đã từng mua nhái thật và nhái giả rồi, thì nói chung là những clip luôn đây cái lóc bằng con nhái thật là mình không có thích, như bạn mình không khuyến khích tem mình làm, nhưng mà vừa quê đã tặng mấy nhái này thì mình không làm không được, cho nên bây giờ anh Tư có được chơi như sau. Bây giờ mình sẽ rê cái lóc giữa con ngồi sống và con ngồi chết, con ngồi thật con ngồi giả, mấy đứa sẽ rê được không? Cái gì? Tỏi mà rê mà sống đâu ăn tới. Ủa vậy không rê được hả? Trời, từ từ anh Tư ơi, cái gì cũng được hết trơn anh Tư ơi. Ok, gọi mấy đứa đi được không? Dạ được anh Tư ơi. Một khoan khoan anh Tư ơi. Hả? Cái gì cũng được mà quan trọng phải có cái gì nên em mới có động lực rê được chứ anh Tư. Thì nói chung là cái clip nào anh Tư cũng tặng tiền cho mấy đứa hết trơn, rồi mấy đứa nói vậy là sao? Hồi bữa là em đã lượm 600k cho anh Tư rồi. Ở ráng nay em ráng nhận hơn 600k để có tiền tết anh Tư ơi. Trời ơi, mấy đứa sao mà để cho pha ke nó lên giọng giữa mấy đứa đây không dính cái nhiệt chứ chân à. Trời, bữa nó dính có 2 con mà may mắn là con nó hơn 30 xăng mới được 600k chơi, chứ con dính 3 con rồi đó cha. Đúng rồi. Đúng rồi, em dính con nữa anh Tư ơi. Còn hất chỉ của bo nè, bây giờ rê được không? Được chứ cha. Trời, bữa anh Tư tặng em yên câu này, nay em ráng lên con cho anh Tư luôn nè anh Tư ơi. Như thế là quá chuẩn rồi. Tặng anh Tư con không? Như thế là được rồi, thì bây giờ anh Tư có được chơi như sao? Bây giờ là các bạn ơi, mấy anh em mình sẽ quay vòng quay may mắn. Nghĩa bây giờ quay nè, được chọn tùy ý nè, nháy thật nè, được chỉ định nè, nháy giả nè. Rồi thì bây giờ đứa nào quay cái nào vô là nhận cái nấy nha. Mà khoan, thì ngày nay anh Tư có được chơi như sao? Đứa nào mà không dính cá sẽ về anh Tư sẽ tạo hình phạt cho mấy đứa quay nha. Chứ không phải mà đi rê không dính thì về không đâu. Cái gì là hình phạt đó hả? Đúng rồi chứ trời ơi, mấy đứa không có hình phạt, mấy đứa đi rê chơi mấy đứa nhìn gái này kia sao? Thấy không? Dạ. Đúng, hợp lý. Okay. Rồi, hiểu được chơi chưa? Okay. Rồi dạy quay trước đây. Có nghe chưa rồi? Hồi bữa con quay dở, bây giờ con quay nữa phát triển. Rồi quay cho anh Tư ơi. Thôi giờ để quay giờ. Rồi đem cho anh Tư ơi. Rồi cho cô Bo đi, tặng cho cô Bo. Ôi, cô Bo quay nhẹ nè, vô cái nào, em khoái cái nào? Em khoái con miếng màu giả anh Tư ơi. Dĩ hả? Màu giả hả? Màu giả hả? Có giả hay không? Chờ đợi nha. Giả bật tay nha. Có chừng giả bật tay thiệt á. Thôi đứa đón nè, vô chưa? Từ từ, từ từ. Vô, 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 vô. Rồi, màu giả rồi. Bắt được phát. Ơi. Wow. Yeah. Như vậy là được một con mồi giả rất là thành công luôn các bạn ơi. Thôi sẽ lấy mẹ anh Tư ơi. Chỗ này hả? Hả? Ok. Rồi, thì nói chung là mấy con mồi mấy đứa bỏ lại người ta thắng ta quyền lấy. Rồi bắt dễ luôn. Anh đâu rồi? Thôi tao quay nhẹ thôi, nó bắt trước con bò. Thôi mày bắt trước tao mà nó mày vô nhá giả thôi thì giả tay mày vô nãy mày. Vô giấy thật đi, giấy thật đi, giấy thật đi, phát triển nó kho nó cho vô giấy thật cho nó thua luôn. Sao thua thì chơi giấy thật có dễ dính đi nha. Được chọn thì ơi. Nhai. 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 Rồi, trong đây có quyền chỉ định ai rê con mồi gì, cái đó là quyết định rất là tối thượng. Chỉ con được không vậy? Ủa, chỉ con được luôn hả mấy đứa? Không, chỉ định người ta. Chỉ định người ta thôi. Anh hay rồi. Chỉ định hai rê con gì? Anh hai rê nhá giả. Ủa lộn nhá thiệt kia. À, chết chưa? Chết chưa? Bây giờ mình không rê với thiệt lần nào luôn rồi. Ok, như vậy là tại vì mày có cái quyền lực cao thì bây giờ là chỉ định con mấy triệu thôi. Đó, lấy cái lưỡi đi. Rồi lấy cái thật, bữa bên em mình đã từng dù quệ tặng á. Lấy rê, rồi. Tiếp theo. Con quay chưa ơi, con như quay chưa vô hả? Rồi, cho ra lượt đây, cho Pake quay trước đi. Ok, anh quay chậm chậm thôi, quay tới thì mơ nữa kìa. Đúng rồi, đâu cần quay nhanh gì đâu mấy đứa, từ từ thôi. Bắt ke sẽ vô cái nào đây, em hát cái nào trước em nói đi. Giờ cái nào đâu được anh Tư ơi. Bắt ke bị mắc mồi anh Tư ơi. Rê giỏi có khác ta, rê giỏi có khác ta. Sao? Anh Tư nghĩ em thế nào cũng là vô cái con nháy thật à. Em đi với thật được không? Được hết rồi. Đấy. Thử. Thử tay nghề được phải không? Dính ai chỉ định anh Tư ơi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Rồi lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Hồi hộp cho lại.
Rồi nhái thôi. Chị đánh. Nhái thật. Nhái thật rồi. Nhái thật nhiên gì bên đây mà. Ok, nhái thật. Lưỡi cùi bác. Rồi, tiếp theo em sĩ. Rồi bây giờ em sĩ sẽ quay cho bạn đó. Thì em sĩ không biết em khoái gì nha, em khoái gì em sĩ? Trời ơi, em con gì em không được anh rồi. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Trời ơi, chị nổ quá, lần nào cũng nổ quá trời luôn mà con với cái nịt chứ chân à. Trời ơi, giờ mình mà vô giá là nam mình câu 10 con luôn á rồi. Nay trình lên dữ hả? Rồi sao? Nhưng mà bao giờ nó cũng không muốn em ơi. Ước muốn không bao giờ thành công được. May mắn luôn. Ok, rồi, tiếp theo là bạn Hổ. Ủa con kia. Vậy là em có ngoài luôn phải không? Đúng ok rồi. Nhá giả thì xài con nào cũng được, có kiểu đi. Ừ tôi về còn Phúc Lộc làm gì ta? Phúc Lộc thì nó làm comment đâu cần quay đâu. Ơi. Ủa, thấy nó có quay không? Tặng quay nhẹ vậy. Thôi bây giờ cha tặng con này luôn nè. Cho con này luôn. Nhưng mà con này của con rồi chị. Ok, tại vì bất kiểu bà biết sao không? Nó móc con nhái thật là không bao giờ nó móc được đâu. Bây giờ mình sẽ cho nó một con nó tặng nó luôn đi. Ok, tụi đứa hiểu được chơi chưa? Dạ. Thì mấy anh em mình ngày nay là đi đê có lóc nguồn nước nổi, bạn hy vọng sẽ thành công nha. Rồi, thì ngày nay các bạn biết kết quả thế nào và ngày hôm nay ai là giành giải nhất ngày hôm nay với lại người nào chịu phạt, các bạn hãy xem hết video nha. Let's go. Let's go. Đây. Bạn thấy cô có lóc nha bạn, nó đồng. Bây giờ trời ơi, mới ra được con cát ở chỗ này luôn rồi. Đó, mới đạo luôn nha. Mới đã luôn. Đó, giờ sẽ gỡ ra. Con đầu tiên nha bạn. Con này cũng khá là nhỏ, không bự lắm. Đó, vừa đây. Đó, thấy được một con nha. Nãy thấy con đó. Tính ra lo rồi anh em mình không quay lại khu này bạn ơi. Để lại quay lại coi. Coi có gì không. Địch cụ chưa gì làm đường sắp dướng rồi. Nam mô Phật đừng bật lưỡi nhái. Mai quá. Mà quá anh em ơi, nhái bật lưỡi cái lọ bản rã hơi cực. Mới làm đường đầu tiên nữa. Thấy su su với quế sao? Chạy lên đường ghê chứ. Trong đây bình thường nhiều cá lóc lắm. Lâu rồi không vô trong đây. Đục. Nay nước nhiều bạn ơi. Mới là tối mưa nữa, nước khá là đục. Mà nghĩ không ngăn cản được mấy cá lóc ăn đâu. Trời chết bà đây. Chưa dưới chân tét giò rồi. Rồi. Giờ phải kiếm cái lóc mới được mà. Chưa dưới tét giò nhái này.
Trời ơi, Hiệp phô, Hiệp xảy bạn ơi. Hả? Vậy. Ủa, phát triển xảy bạn ơi. Trời ơi, công nhận phát triển này hay dữ ta. Chưa gì xảy rồi. Phải nồi phát triển kéo tới bờ xảy kìa. Sớm giờ mình chưa có một dấu hiệu táp gì luôn, phát triển xảy kìa. Ôi, ôi. Lông ai, lông ai, lông ai. Lông ai, lông ai. Lông. Rồi. Cá này. Một em. Yes, một. Ngâm thiệt lâu luôn mà nó không chạy dây. Woo, mời em nha bạn. Ôi, công nhận cảm giác lần đầu tiên đã thiệt. Rồi mai nó không sóc lưỡi luôn á. Nó không sóc lưỡi luôn á. Rồi tính ra. Ờ tính ra con nó ăn nhái. Nó ăn nhái lẻo ha. Tao sợ nó chạy xong tao thả dây quá trời luôn, ai về nó không chạy. Xong tao lôi căng dây, em thấy nó lôi từ đóng văn lên luôn. Quá phê rồi anh em ơi. Ok, một em nha. Rồi về mình hết bị hình phạt rồi bạn ơi. Ôi, cái gì chạy ra dữ hiệp. Cái chạy dữ hả? Ok, quá phê bạn ơi. Ui. Nhận cái này mạnh thiệt. Go go go. Go go. Con này táp không có dù sảy đâu anh em ơi. Mày đừng có khinh thường nghe Hiệp. Lẹ lôi lên, lẹ lôi lẹ. Lôi lên lôi lên. Hỏi con Hugo đó, người bạn bắt không được. Ủa đâu phải Hugo. Được, được, được nha anh em. Ờ, 300-400g mà. Rớt dép rồi. Trời ơi, tao mới vừa tắt cam luôn á. Giật cái thằng câu văng vô mà. Còn con ký máy ở đây mất rồi. Giờ con cái này á. Giờ này con giật cái thằng câu vô mà cũng chết rồi. Này đóng cái cận công. Tự nhiên mới vừa tắt cam luôn á, mình kêu đi về xong cái tắt cam xong cái Hiệp đóng. Con này táp nào có sảy không sợ. Không sợ hả? Ừ. Còn con ta táp auto luôn, auto sảy luôn. Ừ lên hẹn em ơi. Mới đầu mua nhá. Rồi Hiệp ba con luôn rồi. Kêu Hiệp mua mà Hiệp không chịu. Về ba con rồi, vậy tính ra ở đây còn cái gì không? Không thể hết đâu. Ơi, giật ra ngoài chơi. Chắc tôi lận nha. Rồi, tiếp theo là anh Hiệp. Anh Hiệp sẽ ra nha bạn. Đồ, nghệ quá anh Hiệp ơi. Sắp mé bay ra lụm liền luôn anh Hiệp ơi. Đó, leo rồi rớt nha bạn. Đó. Anh Hiệp nghệ quá, hông á. Đó, giờ CD con này nghe. Hả? Ủa? Gì? Bé này con giới thiệt hả bạn? Gì? Bé này con giới thiệt mà sao con nhớ. À đúng rồi bạn ơi, mình sẽ kể bạn nghe. Đó là đầu tiên mình đi phải không bạn? Hồi đê đi phát. Mình đi xong cái mình quên đeo theo mọi các bạn. Xong cái mình chạy nhà lấy giới thiệt nha. Xong cái về nhà cái vỏ đựng giấy thiệt bạn rớt dưới đất á. Rớt dưới đất xong cái mình giả lên không còn giấy thiệt luôn mọi người. Nên giờ mình sẽ chơi này nha bạn. Dù sao mình dính con giấy thiệt là cũng tính rồi phải không? Giờ nhìn coi thêm mấy này quay cảnh cho bạn xem thôi. Rồi Hiệp băng thu một phát. Thấy trở vô. Con này mình hồi đó không có táp phần lâu lắm rồi. Trời ơi. Rồi, táp hai ba cái luôn, quằn ổ ngay đó luôn mọi người.
tao chưa dính, tao chưa dính. Để em cho, để em cho. Mẹ ơi, nãy dành luôn đó chịu. Rồi, nó hoàn ổn ở đây nè bạn. Đó nữa, nữa. Rồi chạy luôn. Nè mình đóng hay ghê quá. Rồi, đóng tiêu rồi. Ôi. Ôi, xảy nữa. Táp 3 lần luôn. Cá táp 3 lần không dính. Không biết còn nằm đó nữa. Rồi. Ôi ơi. Gì á? Tôi tưởng nó lo dây vậy, nhái đang chìm. Thôi bao qua đây làm đường luôn. Táp gì qua không dính trời. Rồi. Phải được à? Ủa phải, không biết phải không nữa. Nó được á. Kỳ tại. Cá nằm ngay đó, ngay mấy cục bông bự không? Nãy ngay táp ngay dốc đó luôn. Táp xong quăng thêm đường nó tách nữa. Phải nồi. Sợ cá nhỏ. À, đeo cam đi Hiệp ơi. Đeo cam đi. Hả? Câu ráng dính chứ. Nó không dính là không dính nè. Lâu mình mới vô sâu trong đây vậy mà. Chắc con ngã rồi, tại mình xui thôi. Giờ con này dính nè. Đó. Lần này khỏi chạy. Trời ơi, vuột luôn rồi. Trời ơi, xui được chứ. Thôi. Cũng được à. À, lần này dính chắc luôn nè. Giờ đóng, mình đóng hai tay nha bạn. Đóng tay yếu quá. Rồi, coi chừng hết cá luôn rồi đó chứ đó. Biết lựa điểm á. Mấy con này lâu không vô cá nhiều quá ha. Lụm lụm ơi. Con nãy táp của tao chứ đâu. Ừ trời. Ờ vậy mà nãy kêu đeo cam thấy con đó rồi. Để chung chết. Tao quăng ra cái đầu dứt cái tiền làm bột ke tao lò hay dày lò cứ rồi cá đây nhảy chứ hả. Ờ nhiều vãi luôn á. Ờ phát ghê, họ táp nữa phát. Mấy bừng này thông mà, không phải không thông đâu. Ờ lúc đó khác, quăng cuối mường á. Nghe nó dính lại vui lên liền.
bự bự bự. Lên bờ vượt luôn. Rồi con này cũng bự, không bự không. Rồi mình đấu hai tay bạn ơi. Mình sợ nó sẽ đấu hai tay. Nó mưa mình nhiều cái gì trời. Để đây nghe các bạn. Nhìn qua bên này coi. Chín nữa đâu, không có đùa. Rồi, ở dưới show anh em cần thủ gọi review này là review triệu đô. Ờ à, đẹp chứ hả? Cá nhất ơi. Ôi bự, ôi bự. Có cá nhất ơi. Đó. Ôi bự, ôi bự. Ôi, con. Hẹp, đừng dành con nhỏ nghe, đừng dành. Khi mà đừng có dành nghe. Ừ, ôi, chị nói gì. Quăng lại phát. Quăng ra. Ơi. Ôi, con nó bự vãi. Ừ. Cái đùng luôn. Trời, con đó bự. Đó, thôi. Tao quăng mấy đá đi. Ngon mày. Thôi đi em. Cho con phát quăng đi. Ôi, quá, chú bự luôn á. Ừ, trời ơi, táo thì ớt rồi chứ. Chị nó quăng đâu ta. Rồi, ấy. Ừ. Rồi rồi. Đấy, từ. Đi đi vô đây đảo trẻ đi vô đây nè, để qua. Bạn đi. Giải. Đây đi đây đá luôn. Đây để quăng cho. Môn này anh đã từng sảy Hugo. Đóng như BD vậy. Mày đóng vô BD vậy. Ôi bạn lại mình đem lên lẹ đi. Đem lên lẹ đi chú bọn. Ủa sao nhá, chui ra đừng hiền của tay. Thôi, đừng có đóng trong đâu không. Lượn. Ừ, cá lên á. Đóng vô BD. Đây. Đâu. Ok chưa anh em. Wow, bãi quá đẹp nha anh em. Cá nha anh em. Rồi, bãi quá đẹp nha anh em. Con này chắc đỡ. Nghèo tốt như BD gì. Tính ra mấy mương này đó giờ tem hình rê không ai dính luôn. Nghiệp là đứa đầu tiên luôn. Đồ, nay nước ngập vậy, thấy vậy cá đi. Ôi, ơi đấu nào mày lộn mấy em chết rồi không rê luôn khỏi giao chuyển đừng phá hết nè vô đây dài dài vô đây rê quay cho nè đi 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 này vô nè vô đi đây anh quay cho nghiệp đấu như BD vậy hả nghiệp vậy cũng chụp hình á nghiệp đấu mà nãy cái nãy cái nhìn mặt lẹ đấy thì đấu mặt mặt cái nãy cái mặt kia thôi từ từ để cầm ấy hồi chụp lẹ quăng đi có đừng phá rồi con quay phát triển cho dính mày ơi đi bắt đầu khúc này lên nè ờ quăng xa ra ngoài ừ lo từ thôi lo kéo dài ra ngoài đây nè tính ra cá lên dữ bạn ơi nghiệp ra dính con đó đẹp hả nghiệp thì bà nãy đâu chị quay hả đâu anh quay rồi nó nói tắp hụt xong cái anh quay qua nó tắp dính mà ngay cặp mé không thấy nó bự bự quăng đi quăng đi quăng đi ừ xích xích ra ngoài chút ác sệt mạnh lên táp thì dính luôn kê kê được rồi phải vậy tính đóng rồi qua đi mình thấy nó mình hơi nghi nữa nha mưa gì không có con gì hết trơn không biết có cái lóc không còn táp nữa đi khỏi hả cô anh cũng mới táp nè lỗi lúc đó bay đã táp được hai cái xong cái mình lôi nữa nó không táp nữa
kìa. Lên tim mày. Rồi. Rồi, đóng cá mạnh quá, văng rút vừa sắp chết nhỏ rồi. Còn sống không? Còn mạnh. Ôi, tôm. Hai đi rồi, nhiều cá. Tại nước nổi cá lên. Hình như hết rồi phải không? Lắm luôn. Ông đó ông nhìn dữ vậy. 6 giờ 4 con hả? Con này bự nhất nãy giờ luôn. Con mày hả? Ủa mày cầm nó gì vậy? Chờ bao làm cho con 8. Rồi. Làm con rồi, bự nhất của tao nghe. Cho mẹ mày thăm bệnh hay gì? Chạy á, lẹ á. Trời ơi. Thôi. Nước phải coi nước trắng lắm hay gì? Không có chơi mày. Thôi không cho. Trời mình làm được chơi, mình tính không qua. Mình tưởng không chính, mình đâu quay cho bạn xem dễ tách thiệt. Mình thấy nó quặn trong bờ rồi. Trời ơi, không ngờ, như đây. Là nhiều cái rồi luôn á. Mình làm một đường vui vui thôi. Dễ tách thiệt. Phải. Ra đây nhiều cái gì trời. Nhiều cái không mình nghĩ nữa. Làm đường vui vui mà tách thiệt. Nghĩ vậy, sớm giờ mình dính hết 10 con rồi đó, thiệt là luôn á. Phải. Cá nhiều giờ phát triển ra sáng giờ chưa dính. Cái gì cũng phải đánh đổi hết trơn. Chui vô đi, làm vậy. A few moments later. Đó các bạn ơi, thì sau kết quả ngày hôm nay mấy anh em mình đại chiến luôn đi, thì kết quả bây giờ là mình sẽ kiểm chứng nha. Okay. Rồi đầu tiên là cái đội của Pha Ke đi. Pha Ke. Đội em á, thầy dính được có con hả thầy? Ủa dính có con sao cầm một bọc cá dữ vậy? Hai con luôn mà. À con cá này hôm qua bằng hũ đi chơi dính mà sao đem đây chi vậy? Trời ai biết đâu khi hôm qua cầm ra như bọc luôn à. Trời ơi, tư tưởng làm mà dính hai con nữa chứ. Mà bây giờ là anh Tư hỏi thiệt em là thấy cảnh dính không? Không thưa ơi, tại caramel nè anh Tư. Đúng rồi anh Tư ơi. Thì người ta rê phong nó ngồi xe không biết làm gì, ngồi giờ người ta rê thưa ơi. Ủa sao kỳ vậy Phúc Lộc? Dạ tại không dám vô anh Tư. Ủa sao tao quýnh nó vậy? Người ta còn cái người ao của người ta phải không? Không phải ao của người ổng nữa. Ra nói gặp cái này ao tôi nó lấy thằng câu vẽ hết. Nó đứng ngoài nó ngồi nó đâu dám vô. Rồi như vậy là caramel không được, à ngày nay em có ý kiến gì không? Em có ý kiến là hơi buồn thưa ơi, có dính được con cá mà quay không được anh thưa ơi. Rồi vậy kìa bò. Dạ cái môn đó ba Ke nói vậy em dám vô anh Tư, kệ anh câu mới em vô cũng quẩy cái gì em câu gì anh Tư. Thôi thì bây giờ anh Tư nói gì được không? Bây giờ là cái người nào mà không dính cá là nói chung là sẽ chịu phạt, với lại caramel ngày nay cũng thất bại nữa nè, tại vì quay mà không có giống như không có quay trực tiếp phải không? Rồi để cho cần khủ này kia phàn nàn thì em phải chịu phạt luôn chịu không? Để lần sau rút kinh nghiệm. Ok rồi tiếp theo thì cái đội thứ hai. Bây giờ dạ. Tụi em quay hình phạt luôn anh Tư. Ủa vậy sao chịu phạt sớm hả? Trời anh Tư thấy không, nước gì đâu mà như cái biển vậy á. Ghê có cá gì đâu anh Tư. Đúng rồi dạ. Ủa vậy rê được mới hay chứ, trước là mấy anh em mình từng lê mùa nước nổi dính rồi mà. Thôi vậy giờ anh em vô hẳn cá hình phạt quay luôn đi bây giờ. Thiệt không đó, sao thấy đồ bọc cá này không lẽ mấy đứa mua? Con nói chơi chơi chứ con Trời ơi cái này mấy đứa mua đâu mà dữ thật vậy? Đổ gai con gai trời sao nhiều quá vậy? Cái này như có 4 con hợp play rồi anh thôi, còn mấy con kia là không hợp play thôi rồi. Là sao? Là kiểu như là một bằng đầu tiên là bằng hủi một con mà bằng con nói thiệt đúng không? Ừ. Rồi còn mấy con kia mình câu chơi đó bạn ơi, cho có đồ ăn ăn thôi. À nghĩa là cũng dính được một con phải không? Đúng rồi. Rồi em đổ ra luôn, đổ luôn. Với con này hả? Hiệp sĩ hôm nay dính mấy con? Em dính 3 con và toàn là thằng khủng hơn thưa ơi. Trời ơi công nhận hiệp sĩ mấy lần trước không phải đứa thấy không? Nó đi giải mà sao ngày nay nó lên trình ghê vậy ta? Tại anh Tư chi bồ. Còn mình dính cả 60 con vậy bạn ơi. Thôi nè, thì bây giờ là cái đội này là thắng thiết khủng 100% luôn bạn ơi. Quá trời nhiều luôn rồi. Đây nè bạn coi kết quả nè, lấy tay bạn coi nè, điểm thử mấy con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi, quá trời nhiều các bạn ơi, 9 con phải không? 10 con, ok. Hồi nãy 2 con nổi vô nữa ba. Đúng rồi. Con của mày á. Thôi thì như đây là quá là thành công rồi. Thôi thì bây giờ là như là đầu tiên mình đã quy định nha, người nào thắng thì sẽ được quay cái vòng thưởng, còn người nào thua sẽ quay phạt. Okay. Đó thì mới nói dựng câu đi. Đó thì ở đây mình có 20k nè, tiền thưởng nè, 100k nè, 50k nè, giải đặc biệt thì 200k nha. Thì nói chung là mấy người nào mà rơi dính á sẽ được quay một lần. Ok. Còn cái người nào mà chuyện phạt thì quay một lần luôn, hiểu không? Bây giờ cho chuyện phạt quay trước đi anh Tư ơi. Rồi chuyện phạt quay trước đi. Quay nhẹ thôi. Ủa trời ơi. Mấy cây dính mà quay không thấy chịu lẹ rồi. Có dính mà. Có dính mà phải thấy cảnh mới được, hiểu không? Đó mà nghe chưa. Hay là nãy mình có quay thấy dính. Đau.
Bởi vậy mi bắt phạt keo bắt caramel chịu phạt chung luôn nè. Em đi tôi nói em nản luôn rồi. Thôi lần sau rút kinh nghiệm nha. Đó. Bây giờ phạt keo sẽ vô phạt nào nè. Cái này là hết đất 10 cái nè. Két lọ nè. Đu tàu vừa nhảy mương. Đu tàu vừa nhảy mương nè. Nhảy mương ta. Nhảy mương. Rồi. Phạt keo khoán phạt nào. Kéo két lọ đi cho đen là đúng táo luôn. Đu tàu vừa rồi. Đu tàu vừa rồi. Ơi ơi. Hết đất rồi. Ơi rồi két lọ rồi. Rồi, lấy cái thủy ra, chạy lấy cái thủy ra, lẹ lên. Một người đã chịu phạt chắc lọ. Nhưng mà ở da đây dính nhẹ vậy mà con dính não trời. Bởi vậy mới nói, không dính mới chịu phạt chứ. Đúng rồi, tại đây chuyện nó dở rồi tôi ơi, đầu game là vô là nó câu sảy con rồi tôi ơi. Có sảy luôn hả? Xong rồi, xong rồi quấn vô đồ cây không rớt không trời. Thôi, non im đi. Thôi, cố gắng đi, lần sau rút kinh nghiệm nha. Lên bờ mới tính chứ, ở dưới nước sao bắt được mà tính. Đó, bây giờ phát triển là chịu phạt các bạn ơi. Đây là cách để mấy anh em mình khắc phục cái lỗi mà rê làm biến nha bạn. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Thấy bà rồi. Giải luôn. Giải luôn. Ok. Rồi, tính sang ai nữa. Em tới. Rồi em luôn ơi. Em cầm cho thiếu chừng em lụm luôn á. Chắc lọ luôn á. Đu tà vừa nhảy mương mới đã. Đâu. Bo phái hình phạt nào bo? À, đu tà vừa nhảy mương rồi. Đu tà vừa nhảy mương mà sao cái tay em chưa gì hết, chưa chịu phạt mà sao tan men hết trơn hả? Trời ơi, lắm mình hết trơn nè. Sắp chụp tay đi. Nguy hiểm quá rồi, vô. Hết đất. Đu tàu vừa. Chết. Lỡ, 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 lỡ. Rồi, ok, còn em là dưới lòng. Vậy thôi, vậy thôi. Quay kiểu này mấy anh em mình chết dưới lòng thì chết tới sáng rồi, nhẹ nhẹ thôi. Ừ, nhẹ nhẹ thôi, đó. Ở tư bảo đảm em không có phạt nào hết trơn á. Vậy cho em quay lại được không thôi rồi. Chơi nó giỡn thôi chứ đây là có không có phạt. Cái này là 4 cái đều có hình phạt hết trơn nha. Giờ dính vô cái mức này là không có hình phạt. Mức nào? Vậy em đựng 5 cái nè. Tủ ngoài em đựng 100k nhảy cái phạt á. Vậy con 50 hả? Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Rồi, như lọt trẻ nhảy mương, 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 mương. Đúng rồi, chưa cho nè, chưa cho nè. Rồi, đúng rồi, chưa. Rồi, 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 còn hình màu thưởng nè. Hai màu thưởng. Đây, đây, đây. Để nào trước cho. Hôm nay dính thấy nhiều mông vô 200k nha các bạn. Quay đây. 20k đây, 20k đây. Như vậy là bạn Hữu sẽ quay phần thưởng nha các bạn. Đây, 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 vậy thôi. Quên heo lấy đường. Nhẹ ba. Kệ anh em. Bằng tủ xe gì đây? Xe 200k rồi. Xe đu từ giờ nhảy mương nè. Ngày nay hy vọng tụi nó dính nhưng mà mình hết tiền bạn ơi. Hy vọng vô 50k, 20k thôi. Đừng có 200 với 100 ngàn mình không có tiền đưa nha. Thôi. Chỉ có 200 thôi. Thôi. What the hell. Dừng lại. Dừng lại khỏi tốn tiền luôn. 20k được rồi. Xong rồi. 20k chắc ăn rồi. 20. Anh Tư bảo đảm 20 nè. 100 anh Tư. Một vòng nữa chắc ăn mấy đứa coi nè. Chỉ sao mấy đứa con cái tay anh Tư để rồi một đất giá một giá rồi. Ok cũng được rồi. Rồi nhẹ nhẹ thôi bơi. Em có kêu sư phụ em chi như vậy thì em sĩ sẽ vô 50k hoặc là 20k nha bạn. Mình nghĩ vậy. Đây nè anh Tư ơi, ở lộn đây nè anh Tư ơi. Hồi nãy bắt đầu là 20 đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cái ít bụi lên là 200. 200 thôi anh Tư nghĩ không tới đâu. Không có cửa vô đó đâu, lẹ lên 50 rồi. Ê, ê. Rồi. Không, qua 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 200 bỏ qua rồi. Rồi rồi, qua rồi. Trời ơi, 200 rồi, sạch túi mình rồi. Rồi, tiếp theo. Rồi hết rồi, bây giờ thực hiện cái lời hứa là nhảy mương đi. Anh Tư nghĩ một người chắc được rồi. Tại vì phạt ke dù gì nó cũng dính cá đó. Ngày nay nói chung là hình phạt phạt ke cũng hơi đó đáng gì chứ phạt ke dính cá cũng tại vì lọc phần á. Cố gắng nha, ok. Rồi, nhớ đã thù là nha, ok rồi. Cua. Rồi xong, tới phạt ke. Không phải tới tới phạt ke, phạt ke. Nghe nói phạt ke chiều nay còn đi đám nha bạn. Trời ơi, phạt. Lần này phạt ke cay lắm rồi, tiếp theo như lọc vậy nhảy mương. Yeah. Rồi như vậy ở đây có tàu dừa nha các bạn. Em sẽ chạy một hơi lấy cái chớ đu tàu dừa, em nhảy ra tới giữa mương nha. Thôi giờ đu qua đu lại đi cha. Lẹ lên. Đu qua đu lại đi khỏi rớt luôn. Khỏi cái rớt luôn. Ủa phải rớt mương chứ phải giao đồng hoàng chứ. Ra 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 mà kia. Né ra. Lấy tàu dừa kìa. Lấy tàu dừa đây. Từ từ từ. Lấy làm ngột tỷ nữa. Rồi lẹ lên, lẹ lên. Rồi cố gắng mình đứng chờ xem nè. 1 2 3 chạy. Chạy. Các bạn thấy bà ke nó khai nghiệp không? Giá lại cũng ngồi với mua luôn bằng được hết trơn không? Các bạn thấy không, ngày nay cái clip này mình làm rất là vui bạn ơi. Có người thắng thì thua nha. Nhưng dù sao ngày nay mình cũng xin chúc mừng team mình một ngày lên cái lốc rất là thành công bạn ơi. Thì mấy anh em mình chắc cũng xin dừng video tại đây. Và nếu bạn mà yêu thích mấy anh em mình Lure cái lốc phải cho mình xin một like. Lượt ký, lượt chia sẻ, nói chung mấy anh em mình sẽ cố gắng thực hiện những clip của Lure nhiều cho bạn xem nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.